nhằm tiếp tục hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sáng nay, Aribank chi nhánh Cần Thơ 2 đã tổ chức lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết. Người được hỗ trợ lần này là bà Nguyễn Thị Bé Hai, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp Bờ Bao, xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Vợ chồng bà Hai có hai người con, trong đó có một người bị khuyết tật bẩm sinh. Do không có đất sản xuất, nên vợ chồng bà sống bằng làm thuê và mua bán nhỏ, gia cảnh luôn khó khăn được Aribank hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình và người thân góp thêm một số để căn nhà thêm khang trang. Trong đợt Tết Nguyên đáng giáp thình vừa rồi, Aribank chi nhánh Cần Thơ 2 đã triển khai xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng 800 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 600 triệu đồng.